Xin chào anh em và chào mừng anh em đến tập 14 trong series game sinh tồn thời Trung Cổ Medieval Dynasty. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục công cuộc mở rộng ngôi làng của chúng ta lên. Và ở tập trước thì chúng ta đang xây dở cái nhà kho ở gần làng Gostovia. Hôm nay tôi sẽ hoàn thành nốt cái nhà kho đó. Nhưng mà trước khi hoàn thành cái nhà kho đó thì tôi sẽ chế biến thức ăn và rèn ít đồ đạc nó cất vào kho, để khi tôi hoàn thành xong nhà kho ở chỗ làng của Unigod thì chúng ta sẽ lấy đồ đấy bán luôn. Làng của tôi thì có một NPC có quét, nên tôi sẽ thử qua xem rằng quét của cô ta là gì. Tôi cũng sắp xong cái quét số 9 rồi. Rồi, như vậy là cô ta cần một chiếc cung. Để xem rằng cái cung này là cung xịn hay là cung bình thường. Cung xịn rồi. Thường những cái quét yêu cầu cung như này thì thường là cung xịn. Nên tôi hình như là tôi đã học được luôn rồi. Đúng vậy, học được luôn. Đó, chúng ta sẽ học luôn. Chế luôn. 1500 vàng cũng khá là đắt. Nhưng mà đằng nào rồi chúng ta cũng vẫn phải học thôi. Đều là sớm muộn. Và tôi sẽ xem rằng cái cung này là cần những nguyên liệu gì. Gỗ lớn 2, Linatheer và da. Linatheer như tôi có. Trước tôi đã chế ra rồi. Nó chế từ cây gai. Đúng rồi. Tôi có 6 cái vừa đủ luôn. Và bây giờ tôi sẽ vào kho để lấy da và gỗ. Trong kho này như là không đủ. Đúng rồi. Tôi sẽ lấy da và gỗ. Như vậy là vừa đủ nguyên liệu để cho chúng ta làm quét này. Ok. Bị thương một cái. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại trả quét. Ở làng của Đan Gobber chúng ta cũng có một quét là sửa nhà. Quét này cũng yêu cầu khá nhiều. Tí làm xong quét này tôi cũng qua đây tôi làm quét. Tôi làm hết quét đây xong rồi tôi mới chỉ biến thức ăn. Có lẽ chắc phải ngày mai chúng ta mới hoàn thành được cái nhà kho ở chỗ làng Gostovia. Rồi xong. Rồi, trả quét. Ok, với quét này khá tốn kém nhưng chúng ta chỉ được 15 điểm Dynasty rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm nốt cái quét sửa nhà ở làng của Đan Gobber. Rồi, sau một hồi lao động vất vả thì cuối cùng đây là đợt cuối cùng giải quét cho thằng này. Chúng ta được 30 điểm Dynasty khá nhiều. Tôi còn khoảng 68 điểm Dynasty nữa chúng ta thì unlock được. Hiện tại là slot xây nhà tôi đang 22/25. Xong quét này thì nhiều khả năng tôi sẽ được tăng thêm số lượng xây nhà. Và có lẽ là tôi sẽ tích cực xây thêm nhà dân để chúng ta tăng thêm hộ gia đình. Hiện tại thì đang có một nhà đẻ. Cứ mỗi một nhà đẻ, một nhà hộ gia đình của chúng ta mà có con ấy thì người vợ sẽ mất 2 năm trông con. Nên chúng ta cũng có nghĩa là chúng ta bị mất một nhân khẩu. Cũng khá là vấn đề đấy. Rồi sau khi chế rất nhiều thức ăn, chế hơn gần 200 thức ăn và hơn khoảng 20 cái búa sắt thì bắt đầu tôi về đây hoàn thiện nốt cái nhà kho ở đây. Đó, với việc hoàn thành này thì các kho thông nhau nên tôi sẽ có thể bán đồ ở đây. Đó, rất nhiều thức ăn tôi vừa chế xong. Chế được ngần này cũng rất là mất thời gian. Nhưng mà bù lại thì chúng ta có thể bán được rất nhiều tiền. Với ngần này đồ tôi nghĩ tôi có thể kiếm được khoảng 3k tiền, 3 đến 4k tiền. Rất là thoải mái trong vấn đề tiền năng luôn. Rồi, đây là chuyến hàng vận chuyển cuối cùng. Đó, bán nốt chỗ này là chúng ta xong. Còn thừa một cái bát potage này chúng ta sẽ để lại ăn. Lúc đầu tiền tôi là 2.001, bây giờ tôi bán xong còn được 5.800. Khá là nhiều tiền. Xong xuôi thì chúng ta về làng thôi. Cái xây nhà kho gần làng chính này, hôm trước livestream mình có một số bạn nhắc tôi. Cũng rất là hợp lý cái việc xây dựng này. Còn cái việc là xây nhà kho đấy sau có sợ bị cướp không? Thì hiện tại là game cũng chưa update tính năng cướp, nên chúng ta cũng chưa cần phải lo lắm. Khi nào có dấu hiệu của bản update có cướp thì chúng ta sẽ tính sau. Nhưng trước mắt cứ xây ở đấy để chúng ta buôn bán cho nó dễ đã. Chứ không cứ phải vận chuyển hàng hóa nhiều thì rất là mất thời gian. Theo kinh nghiệm của tôi thì chúng ta không nên để NPC làm cái công việc là trồng cây, trồng trọt thế này là không nên. Bởi vì NPC, tuy rằng NPC có thể giải phân thoải mái cho mình, nhưng mà bù lại thì NPC trồng rất là bừa phứa. Nó không theo cái đúng cái mình cần ý. Thế nên theo tôi là cái trồng trọt là chúng ta nên tự làm. Lúc đầu thì chúng ta có thể là setup NPC làm ở đây để chúng ta đỡ với tiền mua phân bón ấy. Nhưng mà sau này khi mà chúng ta có lợn rồi thì tôi nghĩ là chúng ta nên không nên để NPC làm trồng trọt nữa, mà là cái khác. Còn trồng trọt là chúng ta nên tự làm. Thứ nhất là cũng để tăng cái kỹ năng trồng trọt lên. Cái thứ hai là nó sẽ trồng được những cái thứ mà chúng ta cần. Như hiện tại là tôi trước là tôi để NPC làm nên nó gieo hạt rất là lung tung, nó không đúng cái tôi cần. Hiện tại là tôi đang cần trồng cái, tôi đang có ý định là trồng cái thửa ruộng này là toàn là cây gai. Nhưng mà bẵng đi mình quên mất ý, thì là NPC nó giải tưa lưa rồi. Chứ mục đích lúc đầu là cái thửa này tôi đang đính trồng thuần là hạt cây gai. Vì chúng ta đang là mùa xuân mà. Đó, bây giờ hiện tại tôi chỉ trồng được có vài hạt thôi. Nên đây là cũng một cái lưu ý cho anh em. Thật ra thì phân cũng không đắt. Nếu mà lúc đầu chơi thì cũng không cần thiết phải cho NPC giải là hộ mình làm gì, mình tự giải cũng được. Đó, đấy là cái kinh nghiệm của tôi. Cái nhà này thì vẫn đang trống. Tôi đang tính tuyển thêm một hộ nữa về đây. Đó. Ở các bản update mới thì có vẻ như là những cái cây gai hay là một số cây nó được sửa lại về thời gian thu hoạch. Ví dụ như là cây gai. Cây gai này tôi nhớ là trồng vào mùa xuân và thu hoạch vào mùa thu. Nhưng mà chúng ta trồng mùa xuân nhưng mà mùa hè chúng ta đã khai thác được rồi, gặt được rồi. Nhưng mà như vậy là có vẻ là những cây này là được fix rồi. Bởi vì tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta dùng cái cây này khá là nhiều, mà nếu để qua cách một mùa mới được khai thác thì có vẻ là chúng ta sẽ bị thiếu. Nên nhà sản xuất họ quyết định là cho cái này lên mùa này trồng mùa sau khai thác luôn. Giống như bắp cải. Bắp cải lúc đầu thì cũng là cách một mùa, nhưng mà sau cũng được fix là mùa sau khai thác luôn. Đó, tôi sẽ gặt nốt hết cái cây gai này xong rồi và chúng ta sẽ giã ra. Chúng ta giã ra để lấy hạt và cũng lấy cái French steak để làm dây. Hiện tại cái điểm farming của tôi rất là thấp, nên là tôi sẽ phải tập trung vào cái việc chế trồng trọt này để có thể tăng cái điểm này lên. Lúc đầu tôi khá phụ thuộc vào NPC trồng trọt, thế nên là điểm farming của tôi tăng rất là chậm. Cây gai thì cho chúng ta dây, còn lúa mì này thì cho chúng ta bột. Chúng ta cây nào về trồng về kiểu họ nhà họ đây gọi là họ gì, họ nhà hạt đấy, là chúng ta đều phải giã nó ra, tuốt ra, gọi là tuốt lúa, tuốt ra để lấy hạt với cả hạt giống với cả lấy cái hạt lúa mì để chúng ta xay ra làm bột, cái bột mì đấy sau để nướng bánh đó. Với việc này chúng ta sẽ chế được rất nhiều bột mì đó. Xong và ấy xong thì chúng ta cũng có thể, tôi unlock được luôn cả cái lò rèn cấp 2 đó. Như vậy tí tôi xay xong là tôi cũng sẽ nâng cấp cái lò rèn của tôi lên cấp 2. Cấp 2 thực ra là cấp cuối của lò rèn rồi. Lò rèn chúng ta không có cấp 3, cấp 2 là mắc rồi. Cấp 1 của lò rèn nó gọi là workshop chứ không gọi là lò rèn. Đó, xay bột mì xong thì chúng ta sẽ cất vào trong nhà ăn. Sau chúng ta mấy cái bánh đấy cũng phải học công thức mà phải mất tiền. Nên chúng ta cứ cất vào đấy đã. Bột mì này thì có vẻ như nó không bị hỏng nên chúng ta cứ cất vào. Sau chúng ta dư giả tiền chúng ta học công thức làm bánh để chúng ta chế sau. Đó, cất vào. À, lấy đi, lấy ở đây xong rồi cất vào nhà ăn chứ. Đó. À, còn ít clay nên tôi đã chế nốt bùn để đắp vào tường. Khoảng 50 clay, à 50 bùn nhé. Có khá nhiều nhà cần phải nâng cấp. Chú ý khi chúng ta áp được cái tường nhà mà đắp bùn này lên thì cái độ bề của nó rất là bị giảm rất là chậm. Tôi xây rất là lâu rồi nhưng mà độ bền của cái nhà đầu tiên của tôi khi đắp bùn nó vẫn là 90 mấy %. Thường là các nhà nó sẽ khoảng tầm chạm 50% nó sẽ bị hỏng, lúc đó chúng ta phải sửa. Mà qua mấy năm rồi nhà vẫn vững chãi. Nên việc đắp bùn này rất là cần thiết để cho chúng ta đỡ về công cái việc là phải tu sửa hàng ngày. Và những cái công trình workshop hay là trại chăn nuôi này, nếu có điều kiện up lên cấp chúng ta up luôn để chúng ta hạn chế cái việc phải đi tu sửa hàng ngày rất là phiền. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dỡ cái nhà này đi, lò rèn cấp 1 đi. Xây lò rèn cấp 2. Theo tôi thì hiện tại làng của chúng ta chỉ nên cần mỗi một thứ một nhà thôi. Không cần thiết phải xây đến 2 hay 3 lò rèn làm gì. Hiện tại là chưa cần thiết. Chúng ta nên tuyển mắc các hộ gia đình trước đã. Còn thừa bao nhiêu slot thì chúng ta xây nhà công vụ sau. Bởi vì mỗi một mức danh tiếng ở cái vùng thung lũng này thì chúng ta có thể tuyển được một số hộ gia đình nhất định. Như hiện tại là tôi vẫn có thể tuyển tiếp hộ gia đình thứ 6 thứ 7 gì đấy. Đó. Và nếu mà xong cái quest 9 nên nhiều khả năng tôi vẫn có thể tuyển thêm nữa. Nên chúng ta cứ tuyển mắc hết các hộ gia đình đi, rồi chúng ta tính sau. Rồi đây là lò rèn cấp 2, ok, chuẩn. 2 người làm. Và nó cần đá, ok, như vậy là cấp cuối của lò rèn là chúng ta sẽ là cần đá, ok. Gì chứ đá tôi rất nhiều. Trong kho rất nhiều luôn. Đến lúc chúng ta cần phải xả đá đi. Thậm chí tôi còn phải vứt bớt đá đi. Mà với việc là chúng ta nâng cấp cái kho ở chỗ làng Gostovia thì hiện tại là thức chứa cũng 2.500 rồi. Cũng rất là thoải mái. Đó. Việc nâng cấp lò rèn này lên thì đồng nghĩa là chúng ta sẽ không phải mất thời gian duy trì cái này thường xuyên. Tôi cũng chưa setup công nhân làm việc ở đây. Bởi vì nhìn chung của chúng ta cũng chưa cần thiết. Chúng ta tự chế trước đã để tăng kỹ năng đã. Rồi sau chúng ta sẽ setup sau. Nhưng mà không biết rằng là game sau có update kiểu như là một NPC mang đồ của mình mang đem đi bán không. Chứ hiện tại là cái việc của chúng ta cầm đồ đến bán này cũng khá là vất vả. Rồi. Bây giờ tôi phải ra đây để chế Frank, nhưng mà có lẽ sáng mai chúng ta sẽ làm. Bây giờ đi ngủ, mai chúng ta ra cưa nốt ít gỗ để lấy cái Frank gỗ ván. Đó, nốt đợt này là chúng ta xong. Giờ về lợp mái cho cái lò rèn là xong. Ok. Đó. Như bạn nào mà chơi crack thì chắc là chưa cần phải có cái frame này. Còn nếu mà chơi bản quyền là nhiều khả năng là có update cái bản frame này. Cái frame này, cái vỗ ván này nó khá là phiền đấy. Trước thì chúng ta chỉ cần chặt gỗ rồi là up được luôn. Bây giờ chúng ta đấy. Và có vẻ như là chúng ta sẽ không update được cái tường giống như tường nhà của mình ở lò rèn này. Chúng ta chỉ update được tường nhà dân thôi. Còn các công trình khác thì chúng ta có vẻ như là không update, không upgrade được. Ok. Không có gì mới cả. Cái lò này, cái lò nung này cũng chưa thấy có tác dụng gì. Chắc là tương lai sẽ update gì đó. Ok. Và tập 14 trong series sinh tồn thời Trung Cổ Medieval Dynasty đến đây là hết. Tập này hơi ngắn bởi vì do là tôi chơi có 2 tiếng thôi. Thành ra là nó chỉ khoảng 16 phút. Và chúng ta sẽ tiếp tục ở những tập tiếp theo. Và những tập tiếp theo tôi sẽ cố gắng làm dài hơn. Rồi nếu anh em xem thấy hay, bấm nút subscribe, nút chuông ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại anh em ở những tập tiếp theo trong series game sinh tồn thời Trung Cổ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.